Dạ thưa sư, con có nghe sư nói trong bài giảng Pháp Cú 34, 33, 34, 35 rằng người nam nhiều dục sẽ thành nữ. Vậy dục ở đây là gì? Là sự thích người nữ hay tất cả các cái thích khác như coi phim, nghe nhạc, chơi game? Con cảm ơn nhiều. À, cái dục sư nói ở đây là dục nam nữ nha. Tức là khi mà mình, cái người nam á, mà mình yêu thích, mình bị say đắm trong chuyện nam nữ để cho nó ám ảnh mình, thì mình sẽ mất thân nam. Sư qua câu hỏi tiếp theo.